chắc bình thường ở nhà mua mình mua đồ anh đâu có biết xỏ kim hay là chút thôi, ví dụ mà cái cúc ấy à thì là khâu cúc luôn. À đây em có một cái sách vải để anh may áo dài cho Buna thử thử đi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Hả? Mình có nghĩa là may áo dài như vậy. Em biết là nhà chắc chị Nhân cũng sẽ không có đâu, nên là em có mua kim chỉ rồi kéo này nọ kia, nói chung là đầy đủ đồ nghề để cho sáng tạo cái áo dài. Nhưng mà em nghĩ ở nhà Luna có cái áo dài nào mẫu sẵn đó không? Vậy hả? Cầm cái áo dài ra đúng không? Đúng xong rồi mình sẽ đo theo cái kiểu đúng rồi đó. Xong mình cắt nó sẽ dễ hơn, giống như lấy cái rập á. Ừ, để mà anh tìm ha. Đây của Hảo ơi, đây là áo dài của Buna, chắc là lấy theo cái mẫu này. Bây giờ em có 20 phút giờ anh chọn. 20 phút để cho anh hoàn thành cái áo dài này cho Buna thì khó đấy. Khó. Rồi em bắt đầu. Mình sẽ khâu này vào trước cho đỡ tung ra. Mình sẽ xỏ chỉ luồn kim. Hay là bây giờ anh đừng có may gần gần với nhau mà anh lượt thôi. Anh lượt nó xa xa một chút á. Bông. Ui. Trời ơi, đúng 20 phút luôn. Như một thợ may thực sự. Nó mặt còn đơ ấy. Thì nghĩ là mất công may từ nãy giờ đấy. Nè. Đẹp chưa? Mốt rất ngon, mốt. Ok. Yeah. Đi. Đúng, ba người may ấy, đẹp rồi. Ôi, mặt nhỏ suy nghĩ, chứ sang chấn nữa. Ôi, em bị ngon, thế thôi. Ờ, thế đâu. Đi. Phải đi năn nỉ rồi đó. Nghe tiếng là rồi, đi năn nỉ rồi. Này là áo gì chứ không phải áo dài đồng nhau mà là áo dài. Cái này áo bơi mà, đi bơi mà. Ôi, cái này cô ba, cô gì, như cái bang gì chứ cô ba gì. Trời ơi, mà còn lưa thưa dài cọc lúa nè đó. Cầm muốn chạy ra soi gương ra có hả? Ra có hả? Hả? Đây là soi gương. Con soi gương thử đi, con thử có thích không? Rồi bây giờ cho cô Hảo chụp một tấm hình thôi. Một tấm hình thôi. Hả? Đây, ba mặc lại luôn. Làm kỷ niệm thôi, làm kỷ niệm cho xé ra cho con xé ra cho con một tí rồi bây giờ cho nè. Đây đây, ba mặc đúng con này, ba mặc nè. Đấy, ba mặc, ba con mình mặc chụp ảnh luôn nè. Con Hảo chụp nè, con Hảo này, con Hảo không cho không mặc cho con không muốn mặc hả? Sao giờ khó chịu con. Mà sao con đòi xé vậy? Đấy. Đúng trời nha cho. Bây giờ má chụp một kiểu ảnh thôi. Đúng trời. Má đừng mày có hả, má chụp một kiểu ảnh. Huggy Skin Perfect tả đầu tiên có hai vùng thấm. Viettel Media sản xuất và phát hành.